Xin chào anh em nha, chào mừng anh em quay trở lại với channel Wonder HT Gaming. Và mình vừa phát hiện ra một lỗi ở server Đông Á anh em ơi. Cụ thể là server Hàn Quốc nha. Mình phát hiện ở đây xuất hiện rất nhiều bộ Hercules. Mấy đêm liên tiếp nó đều ra Hercules cho mình, không đêm nào mà không lên anh em ơi. Và hiện tại thì nó đang lỗi, anh em tranh thủ sang server Hàn Quốc thử xem thế nào anh em nha. Rồi và mình nói với anh em thế này, là khi nào anh em cảm thấy, khi nào anh em thấy bỏ lên liên tiếp và đều cho anh em thấy đêm nào nó cũng lên thì anh em đừng nghỉ săn dở chừng nha anh em. Nó đang chuỗi cho nên anh em cứ săn liên tiếp đi. Nếu anh em bỏ dở dở chừng như thế, anh em bỏ dở một đêm như thế thì qua đêm khác anh em vào thì nó sẽ khó xuất hiện lại cho anh em nhá. Đấy, đó là kinh nghiệm mình nhiều lần mình thấy như thế rồi và bây giờ mình chia sẻ lại cho anh em. Và sắp đến nơi rồi đấy anh em, sắp đến nơi rồi. Rồi chuẩn bị đấy anh em. Rồi đấm luôn anh em. Rồi vậy là mình đã lủng thành công một con đầu tiên anh em. Và tiếp tục anh em nha, rất nhiều siêu phẩm ở phía sau. Xin mời anh em tiếp tục theo dõi video nha. Rồi trước khi đến với siêu phẩm tiếp theo thì mình dẫn anh em đến thăm nhà của bản thánh cá nhỏ. Mình thấy em này có 15 con Hercules và có 2 con vương miện nha. Rồi bên này, bên này thì mình thấy có 13 con bướm nữ hoàng và trong đó thì có 2 con vương miện nha. Rồi bò kẹp kim vàng là 10 con và mình thấy là ở đây có 3 con vương miện luôn. Rồi Hercules thì là 15 con và có bao nhiêu con vương miện? 2 con vương miện. Rồi cánh cứng thì có 14 con và trong đó chỉ có một con vương miện thôi. Và tổng cộng số bò tím của em này có là tròn 50 con luôn. Tròn chỉnh, một con số tròn chỉnh 50 con. Con số rất đẹp. Xin chúc mừng em trai và mong em tiếp tục lên được nhiều bò hiếm nha. Rồi chúng mình đếm được hành trình săn bò Hercules tiếp theo này anh em. Trong vòng một buổi sáng thôi mà mình đã gặp rất nhiều bò Hercules anh em ơi. Mình đang thấy một con rồi này anh em. Đây, trong vòng một buổi sáng thôi mà mình lùng liên tiếp 4 con anh em ạ. Rồi là con thứ hai này anh em. Và đến đây rồi anh em, nếu thấy hay đừng quên like kênh cũng như subscribe kênh để ủng hộ mình nha. Anh em đừng quên nhấn vào nút chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của mình sẽ ra trên kênh hàng ngày. Và bắt con bò Hercules này thì là mình đã nói rất nhiều ở các clip trước rồi, cách bắt cũng như cách di chuyển anh em cứ xem lại clip trước nha, rất nhiều luôn, rất nhiều cách bắt và rất nhiều cách để anh em lùm nó, nhiều cách bụt cũng như mẻo ra bò hiếm nha. Rồi bây giờ đến nơi rồi đấy anh em, và bắt đầu đấm nó anh em. Rồi vậy là mình đã lùm thành công xong con thứ hai rồi anh em ơi, và siêu phẩm vẫn đang còn tiếp tục, anh em tiếp tục theo dõi video nha. Và trước khi đến với siêu phẩm thứ ba thì xin mời anh em đến thăm nhà một bạn nhỏ nha. Mình đang dẫn anh em đến thăm nhà của bạn 04. Bạn 04 hiện tại đang có 123 con bò tím đây anh em thấy này. Như anh em thấy ở trên màn hình thì ở đây có rất nhiều bò Hercules và bò cánh cứng này. Ở đây, riêng ở đây thì mình đã thấy hai con Hercules vương biển rồi. Rồi thì để mình ra đằng kia xem có những con nào tiếp theo. Ở bên này thì mình thấy rất nhiều vương biển luôn, gồm là có cánh cứng này, rồi là Hercules, rồi là cả kim vàng vương biển luôn. Rồi có các bướm nữ hoàng vương biển luôn anh em ở đây, anh em thấy chưa? Hai cánh cứng vương biển này, rồi là nữ hoàng này, rồi là Hercules này, rồi là nữ hoàng tiếp này anh em. Rất nhiều cánh cứng và Hercules, rồi là nữ hoàng vương biển luôn. Đây, mình thấy đâu đó khá là trên chục con vương biển rồi anh em ơi. Rồi chỗ này nữa anh em ơi, rất là nhiều luôn. Ồ rồi, rất là ngạc nhiên luôn anh em ạ. Rất nhiều vương biển. Mình cảm thấy là phải tầm 20 con vương biển anh em ơi. Đây, chỉ có 123 con bò tím thôi nhưng mà cái số lượng vương biển của em này sở hữu rất là nhiều anh em nhá, rất là đáng nể luôn. Xin chúc mừng em trai. Chúc em sẽ lên được thật nhiều bò tím hơn nữa trong tương lai. Rồi bây giờ mình lại tiếp tục săn bò nha anh em.
mình đã phát hiện ra một con Metallifer đang đậu ở chân cầu anh em. Nó đậu ở cái lan can ở bên cầu đây anh em. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ lùm nó luôn. Rồi anh em mới có hàng kia anh em, có hàng rồi kia anh em. Đang bắt con bò meta thì thấy con hé quỳ lén luôn rồi, nó bay qua kia rồi anh em ơi, đợi nó đậu anh em ơi. Bình tĩnh nói anh em. Nó đầu kia rồi, nó đầu chỗ mấy cái lan can, chỗ bậc thang đi xuống rồi. Rồi thấy kia rồi, thấy nó đen đen đây rồi đây. Anh em ơi, đây rồi nha anh em. Đây rồi thì bắt đầu mình sẽ liếm nó anh em. Nó đầu ở chỗ này thì mình không cần phải để nhân vật cao nhá, mình để nhân vật thấp cũng được anh em ạ. Cao hay thấp gì thì cũng lùm nó bình thường thôi. Bỏ bây giờ ngáo thật anh em ơi. Hết chích nhựa cây xong thì bây giờ sang chích luôn cả lan can, sang chích luôn cả inox luôn. Bảo sau này có con bùi đột inox, nó chính là đây rồi anh em ơi. Gần đến nơi rồi anh em, và bắt đầu đấm nó anh em. Thành công tiếp rồi anh em. Vậy là trong buổi sáng mình đã lùm liên tiếp 3 con rồi anh em. Và con siêu phẩm ở phía sau anh em nha, vẫn chưa hết anh em ạ. Vẫn còn chưa hết đâu, vẫn còn tiếp tục siêu phẩm ở phía sau anh em nha. Và trước khi đến với siêu phẩm thì mình sẽ dẫn anh em đến thăm nhà của một bạn. Bạn nhỏ này tên là Hiệp nhá. Rồi để bây giờ mình đếm xem bao nhiêu con hạch quy lẹt đây. Đây, một dọc dài như thế này. Mình thấy một dọc dài như thế là 21 con. Vậy ở đây mình thấy là 21 con hạch quy lẹt ở dưới này này anh em. Đây, mình sẽ đếm bậc cho anh em thấy luôn. Rồi ở dưới này là 21 con hạch quy lẹt nha. Và dưới này mình thấy 21 con và có một con vương miện. Đây, một con vương miện là chủ đầu này này anh em, số ô đầu tiên luôn. Rồi ở trên này thì mình thấy này, cánh cứng này anh em, cánh cứng là mình thấy cũng 21 con luôn. Mình đếm số ô như thế này thấy 21 con luôn. Và mình thấy có một con vương miện. Rồi trên kia bướm, bướm nở hoang này. Bướm nở hoang bao nhiêu? Đỉ cao của anh em ơi, rất là khó thấy. Còn ở kia thì mình thấy không biết bao nhiêu con kim vàng, nhưng mà mình thấy có hai con vương miện anh em, để mình xem nào. Mình thấy ở đây có 13 con kim vàng nha anh em. Rồi bạn này để cao quá, rất là khó nhìn, nhưng mà theo tiết lộ của chủ nhà thì bảo là 98 con anh em nhá. Và xin chúc mừng em trai nhá. Rồi ở đây thì có rất nhiều bỏ xanh dương nữa anh em ạ. Rồi và bây giờ là siêu phẩm cuối cùng nha anh em. Đây, sau siêu phẩm này thì mình bận rồi, mình không săn được nữa anh em ạ. Đây, ở đây mình thấy một con hạch quy lét ở phút 29 anh em. Rồi thanh niên nào đây? Thanh niên nó nhảy ở trên trời xuống đây. Rồi xin chúc mừng em vịt đực nhá. Em vịt đực lại lên thêm một con hạch quy lét luôn. Sáng nay thì ba anh em đi bắt với nhau, có các em 04 nữa, và mỗi người đều được 4 đến 5 con hạch quy lét nha. Rồi sắp đến nơi rồi anh em ơi. Tầm này nó không bay là nó đã dính đòn rồi anh em ơi. Và bắt đầu đấm nó này anh em. Vậy là trong một buổi sáng mình đã lùng thành công 4 con hạch quy lét anh em nha. Và server Hàn Quốc đang lỗi cho nên anh em sang thử xem thế nào anh em nha. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh.